Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục cái bài học liên quan trong cái môn học là những quy định chung về luật dân sự, quyền sở hữu và quyền thừa kế. Bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về tài sản và chiếm hữu tài sản. Đối với cái tài liệu tham khảo cho cái bài học này thì các bạn cần nghiên cứu là cái tài liệu gì à? Giáo trình những quy định chung về luật dân sự của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nghiên cứu cái tài liệu gì bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015 của tác giả Đỗ Văn Đại. Đúng là đây là những tài liệu mà nó cung cấp cho các bạn về những cái gì điểm mới trong cái Bộ luật Dân sự 2015 so với Bộ luật Dân sự 2005. Về văn bản pháp luật thì yêu cầu nếu mà chúng ta cần phải có Bộ luật Dân sự 2015. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần có một số những cái văn bản pháp luật như là gì? Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Dân sự năm 1995 để chúng ta có những cái sự so sánh, đối chiếu, những cái sự khác biệt của Bộ luật Dân sự 2015 so với gì? Các bộ luật dân sự cũ hơn. Về mục tiêu bài giảng thì yêu cầu sau khi nghiên cứu xong cái bài học liên quan đến là tài sản và chiếm hữu tài sản thì sinh viên cần nắm được những cái khái niệm và phân loại tài sản, vận dụng vào thực tiễn để xác định các loại đối tượng là tài sản theo pháp luật dân sự, hiểu được bản chất của việc chiếm hữu, hiệu lực của chiếm hữu và sự khác biệt giữa chiếm hữu với quyền sở hữu. Phân tích vận dụng được các quy định về chiếm hữu tài sản để bảo vệ việc chiếm hữu khi bị xâm phạm. Nội dung đối với bài học này chúng ta về học làm hai phần. Phần thứ nhất chúng ta sẽ nghiên cứu về tài sản, khái niệm tài sản, phân loại đối với tài sản. Phần thứ hai chúng ta sẽ nghiên cứu cái chuyên đề về chiếm hữu tài sản. Phần một về tài sản sẽ do tôi đảm trách, đúng không ạ? Nội dung chính trong cái phần 1 liên quan đến tài sản, chúng ta sẽ nghiên cứu ở 3 cái mục lớn. Thứ nhất, chúng ta sẽ nghiên cứu về khái niệm tài sản. Thứ hai, phân loại tài sản. Và thứ ba, chúng ta sẽ nghiên cứu về việc phân loại vật. Phần 1, khái niệm về tài sản. Tài sản theo quy định tại điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Như vậy chúng ta có thể thấy khái niệm tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 được khái niệm theo cái phương pháp là liệt kê. Như vậy để một đối tượng được coi là tài sản thì nó phải là vật hoặc là tiền hoặc là giấy tờ có giá hoặc là quyền tài sản. Chúng ta có thể thấy là việc khái niệm cái tài sản theo hướng liệt kê thì sao ? Nó có cái ưu điểm, đó là sự rõ ràng, cụ thể đối với những cái đối tượng được coi là tài sản. Tuy nhiên thì nhược điểm lớn nhất của việc khái niệm theo cái hướng liệt kê này đó chính là việc nó thiếu đi cái sự khái quát. Và chính vì sự thiếu đi sự khái quát nên dẫn đến là một số cái đối tượng, đúng không ? Nó có cái giá trị trên thực tế nhưng nó lại không đáp ứng được một trong 4 cái trường hợp được quy định tại điều 105 nên nó lại không được coi là tài sản có khả năng tham gia vào trong cái giao lưu dân sự. Như vậy để có thể hiểu rõ hơn về 4 cái trường hợp được coi là tài sản theo quy định 105 thì chúng ta sẽ nghiên cứu về từng cái đối tượng cụ thể. Đầu tiên đó là vật. Vật nếu chúng ta hiểu theo một cách nghĩa thông thường là những thứ mà chúng ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan như là đồ vật, đúng không ? Những cái dụng cụ gia đình, đúng không ? Và thực vật, động vật thì tất cả chúng ta đều xếp nó vào cái nhóm là vật cả. Nhưng để hiểu là vật theo cái góc độ là pháp lý là một loại tài sản thì nó phải đáp ứng được những cái điều kiện nhất định, có cái sự khác biệt so với cái khái niệm vật hiểu theo nghĩa thông thường. Theo đó, để vật được coi là tài sản thì nó phải đáp ứng được các điều kiện sau đây. Thứ nhất,
vật phải là một bộ phận của thế giới vật chất. Thứ hai, bản thân vật phải tồn tại một cách khách quan, nó mà không phụ thuộc vào cái ý muốn chủ quan của con người. Thứ ba, nó là cái đặc điểm gì ạ? Nổi trội của tài sản, tức là gì ạ? Để xem là vật là tài sản thì nó phải có giá trị sử dụng. Và cuối cùng, đó là việc là gì ạ? Vật thì đối với vật là tài sản thì con người phải có khả năng chiếm hữu và làm chủ được cái vật đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Xét dưới góc độ là tài sản, một số cái đối tượng chúng ta sẽ ví dụ như là gì ạ? Không khí. Đúng không ạ? Không khí bản thân nó là vật chất. Đúng không ạ? Giá trị sử dụng của nó thì rất là rõ ràng rồi. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta không thể gì ạ? Nắm giữ, chiếm giữ không khí được. Như vậy thì sao mà không khí không được coi là tài sản góc độ là vật? Tuy nhiên ở góc độ nào đó, nếu mà nếu chúng ta có khả năng chiếm giữ, làm chủ được không khí, ví dụ như là các bình oxy lỏng, nitơ lỏng, đúng không ạ? Thì nó lại trở thành là gì ạ? Tài sản, tức là lúc này con người ta chiếm hữu, làm chủ được, thì lúc này nó lại trở thành tài sản góc độ là vật. Hoặc là gì ạ? Như đối với điện năng, đúng không ạ? Điện năng mặc dù chúng ta không thể gì ạ? Nhìn thấy được, nhưng rõ ràng chúng ta có khả năng làm chủ được điện năng. Đúng là chúng ta muốn sử dụng thì sử dụng. Sử dụng bao nhiêu chúng ta có thể kiểm soát được. Như vậy điện năng lại là gì? Một loại tài sản dưới góc độ là vật, theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015. Như vậy có thể thấy là gì? Cái vật hiểu theo nghĩa tài sản nó có những cái điểm khác biệt rất nhiều so với vật hiểu theo nghĩa thông thường. Đấy. Cái đối tượng thứ hai trong cái nhóm liên quan đến tài sản đó là tiền. Để một đối tượng được coi là tiền thì nó phải gì ạ? Thực hiện được gì ạ? Ba cái chức năng chính, đúng không ạ? Tiền nó là một công cụ thanh toán đa năng. Ngoài ra tiền nó là một cái công cụ dùng để tích lũy tài sản, tích lũy sức lao động. Và thứ ba, cái chức năng của tiền là cái công cụ để định giá các loại tài sản khác. Đúng không? Ví dụ như là gì ạ? Trong trường hợp phải gì ạ? Phân chia những cái vật không thể phân chia thì chúng ta tiền sẽ thực hiện chức năng của nó là chức năng định giá, và lúc này sẽ phân chia gì ạ? Bằng tiền, ví dụ như thế. Đúng không ạ? Đặc điểm thứ hai của tiền là gì ạ? Tiền chỉ do nhà nước độc quyền phát hành. Khác với vật, đúng không ạ? Các gì ạ? Chủ thể có thể gì ạ? Sáng tạo, tạo ra vật có giá trị. Đúng không ạ? Nhưng đối với tiền là một loại tài sản rất đặc biệt, chỉ do nhà nước độc quyền phát hành đến nó. Đặc điểm thứ ba, đúng không ạ? Đây là một đặc điểm rất khác biệt đối với vật, đúng không ạ? Chúng ta không thể xem tiền là vật được, bởi lẽ cái vật, cái sự xác định giá trị của vật thì thông qua số lượng, đúng không ạ? Của nó. Nhưng đối với tiền thì khác. Việc xác định giá trị của tiền không thông qua số lượng mà lại thông qua cái mệnh giá của nó. Ba tờ tiền thì chưa chắc đã có giá hơn một tờ tiền. Đúng không ạ? Đó là điều chúng ta khẳng định đầu tiên, bởi vì cái sự khác biệt của tiền đối với vật ở chỗ đấy. Còn nếu chúng ta xem tiền là vật thì nó chỉ là một tờ giấy bạc, một tờ polymer. Như vậy thì ba tờ polymer nó sẽ phải có giá trị hơn một tờ polymer chứ. Đúng không ạ? Đấy là cái sự khác biệt giữa gì ạ? Tiền và vật. Đúng không ạ? Giá trị là xác định thông qua mệnh giá. Đặc điểm thứ tư đó là gì ạ? Nếu như chúng ta là chủ sở hữu của vật, chúng ta hoàn toàn có quyền gì ạ? Tiêu hủy, đúng không ạ? Tiêu dùng, đúng không ạ? Đối với gì ạ? Vật. Nhưng đối với tiền thì cái quyền định đoạt của chủ sở hữu lại gì ạ? Bị hạn chế một phần. Theo đó, chủ sở hữu lại không được tiêu hủy tiền. Không được xé, đốt, sửa chữa, thay đổi hình dạng, kích thước hay làm giả tiền. Đúng không ạ? Như vậy thì sao ạ? Bản thân cái quyền định đoạt của gì ạ? Cái chủ sở hữu đối với cái tài sản là tiền thì nó có một phần bị hạn chế. Cái đối tượng thứ ba là tài sản, đó chính là giấy tờ có giá. Thì giấy tờ có giá được hiểu là giấy tờ trị giá được bằng tiền và chuyển giao được trong giao lưu dân sự. Thì giấy tờ có giá tồn tại dưới nhiều cái hình dạng khác nhau, như là gì ạ? Cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi,
xét chứng chỉ quỹ, giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị giá được thành tiền và được phép giao dịch. Như vậy chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cái giấy tờ có giá, đúng không ạ? Nó phải đáp ứng được một số những cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất, nó chỉ được tạo ra bởi một số những chủ thể có điều kiện do luật định. Tức là gì ạ? Không phải bất kỳ chủ thể nào cũng có thể gì ạ? Có quyền tạo ra cái giấy tờ có giá này. Mà nó phải được gì ạ? Quy định bởi luật. Tôi lấy ví dụ như là gì ạ? Chính phủ được phép phát hành trái phiếu, đúng không ạ? Công ty cổ phần thì có thể được phát hành gì ạ? Cổ phiếu, trái phiếu, đúng không ạ? Đấy, công ty trách nhiệm hữu hạn được phép phát hành trái phiếu, hoặc là gì ạ? Những cái tổ chức tín dụng, đúng không ạ? Được phép phát hành là gì ạ? Xét chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi, vân vân, đúng không ạ? Như vậy thì nó phải được gì ạ? Do những cái chủ thể mà đã được luật quy định trước cho phép là gì ạ? Phát hành những các giấy tờ có giá này. Thứ hai, đối với giấy tờ có giá thì bao giờ cũng xác định nếu được chuyển thành tiền, đúng không ạ? Giấy tờ có giá mà chúng ta cần phải gì ạ? Xác định được giá nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Ví dụ như là gì ạ? Chúng ta nắm một số lượng lớn cổ phiếu của một gì ạ? Cái doanh nghiệp mà đã bị gì ạ? Tuyên bố phá sản rồi, thì rõ ràng là gì ạ? Cái giá trị của cái cổ phiếu đó có thể là gì ạ? Về không. Đối với giấy tờ có giá luôn xác nhận cái quan hệ với những chủ thể nhất định, như là gì ạ? Quyền đối với vốn góp hoặc quyền đòi nợ trong cái quan hệ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng, ví dụ như thế. Và cái đối tượng cuối cùng đó chính là gì ạ? Quyền tài sản. Thế thì quyền tài sản được quy định tại điều 115 của Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm gì ạ? Bao gồm quyền tài sản đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Nếu mà trước đây cái Bộ luật Dân sự 2015 nó còn quy định ràng buộc thêm cái điều kiện cho cái quyền tài sản là gì ạ? Có khả năng chuyển giao trong giao dịch dân sự. Nhưng vì cái quy định theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về cái thêm cái điều kiện về gì ạ? Có khả năng chuyển giao trong giao dịch dân sự, dẫn đến là gì? Một số những cái đối tượng quyền tài sản trong thực tế, đúng không? Mặc dù nó có giá trị nhưng vì một lý do nào đó, đúng không ạ? Cái khả năng chuyển nhượng của nó bị hạn chế. Và chính vì thế nên vì cái khả năng chuyển nhượng của nó bị hạn chế nên là gì ạ? Nó không được xem là quyền tài sản. Và điều đó dẫn đến là gì ạ? Ảnh hưởng rất nhiều đến quyền và lợi ích cho gì ạ? Cái người mà tôi tạm gọi là có quyền sở hữu đối với gì ạ? Các quyền tài sản này. Đúng không ạ? Chính vì thế nên là gì ạ? Với việc là dỡ bỏ cái điều kiện về có khả năng chuyển giao trong giao dịch dân sự thì Bộ luật Dân sự 2015 đã mở rộng cái nội hàm, đúng không ạ? Của gì ạ? Các quyền liên quan tài sản. Thì các quyền tài sản á, phát sinh trong cái quan hệ liên quan tới gì ạ? Quyền sở hữu trí tuệ, nó là gì? Ví dụ như là gì? Các quyền tài sản liên quan là quyền tác giả, quyền tài sản trong quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, đúng không ạ? Ngoài ra thì quyền tài sản nó còn được thể hiện ở gì ạ? Một số những cái ví dụ như là quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với gì ạ? Vật bảo đảm,